ơi, xin chào tất cả mọi người. Nãy giờ đáng lẽ là phải coi được cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đang phát sóng rồi, nhưng mà do là cho các bé ngủ không có coi được. Không coi được thì buồn quá, cho nên bây giờ sẽ đi ăn khuya nha mọi người. Mọi người cùng theo chân hai chị em mình đi ăn khuya. Bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Bây giờ thì mình sẽ đi đến chỗ Hồ Thị Kỷ. Các bạn có biết không, chỗ đó rất là nhiều quán ăn luôn á, cho nên là bây giờ mình rất là đói rồi các bạn. Mình nhịn nguyên một buổi chiều để mà ăn Hồ Thị Kỷ thôi đó. Ok, let's go. Hiện tại là 11 giờ khuya rồi mọi người ơi. Ai đã xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu của hai mẹ con chị thì hãy nhớ comment bên dưới nha. Hôm nay là ngày phát sóng thứ tư trên HTV7 lúc 10 giờ rưỡi. Coi như bây giờ là hết phát sóng nữa rồi, mình chỉ còn coi được ở trên YouTube thôi. Ra Hồ Thị Kỷ chứ chưa biết ăn cái gì hết, mà không biết bây giờ ở ngoài còn bán không nữa. Nếu mà không có thì mình sẽ kiếm món khác để ăn thôi. Không có thì đi về. Về là cái bụng kêu rột rột nha. Ủa hôm nay em chở hai hay chở em? Hai. Dạ. Ủa hôm nay mang giày hả? Dạ. Trời ơi, hôm nay bà đi ăn khuya mà bà mặc đồ kiểu thể thao ghê ở chừng luôn á. Thiệt sự là hôm nay mình không có đồ để mình thay luôn, các bạn phải lấy đồ cũ của mình. Chị Nhung thì mặc đồ kiểu sang chảnh, còn bà thì mặc đồ thể thao. Nói chung là hai chị em hai phong cách khác nhau hoàn toàn. Mọi người biết gì không? Mặc dù đã đêm khuya muộn rồi nhưng mà đường cũng rất là đông luôn á. Siêu đông luôn. Phố hoa Hồ Thị Kỷ. Trời ơi, Tết nhà mẹ mình hay ra đây mua hoa lắm nè. Đẹp quá, đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đi vào để kiếm đồ ăn nha mọi người. Không biết còn bán cái gì không nữa. Quẹo phải. Quẹo phải, quẹo phải. Đây là một con hẻm. Quẹo trái. Đi vòng coi có gì ăn không. Hy vọng chị hai thấy đóng hàng hết vậy Xu. Đi thẳng rồi. Rồi. Thấy chưa? Ý, còn kìa, quá trời luôn. Tùy chỗ thôi. Wow. Bây giờ mình sẽ coi mình ăn cái gì nha. Xe bánh tráng kìa. Xe bánh tráng. Đi lên thẳng. Đây là xe nướng, mực nướng. Trời ơi, người ta chuẩn bị dẹp hết rồi. Càng ghẻ 30k. Ê, nãy thì thường thường nói thường thường thèm ốc đúng không? Ê, có mực nướng khổng lồ nè. Giá cao không anh? Không luôn. Dạ, đóng buồn quá à. Ai cũng đóng vậy? Ai cũng đóng hết luôn. Giờ này, giờ ta đóng, giờ mình đi ăn. Một chuyện quá xui đó chính là ở đây đã đóng cửa hết rồi các bạn. Hầu như những cái quán ngon là người ta đã đóng hết rồi. Cho nên là mình nghĩ là hai chị em mình sẽ tìm một cái quán khác. Hello mọi người, và cuối cùng hai chị em mình đã tìm được một cái quán ăn. Không phải là một quán nữa mà rất là nhiều quán ở trên đường An Dương Vương luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ lựa đồ ăn. Đây là menu của quán nha. Quán 878, chịu số đẹp quá ta. Rồi em lựa đi. Ồ, có đồ nướng luôn hả? Quá nhiều đồ nướng luôn. Mình ăn ở đây thôi. Vô đây một quán này thôi là đủ luôn rồi. Tại vì hồi nãy chị Nhung với Thiên Thư định là ăn một cái quán này là xong rồi đi vòng qua bên kia. Thôi giờ mình ăn cuốn đi rồi mình qua bển ăn tiếp. Đúng rồi. Mình ăn nhiều chỗ. Mình ăn nhiều chỗ để mình thưởng thức nhiều vị. Mình coi có cái view chỗ nào ok nó giới thiệu với bạn. Với đúng rồi, với lại quan trọng là cái chỗ nào ngon nữa, hiểu không? Quá trời luôn mọi người ơi. Gỏi cuốn nè. Rồi. Không có được trả lại. Cái gì kìa. Rồi bây giờ hay ăn bò bía, em ăn gỏi cuốn này hay thích bò bía. Thì lý do vô đây mình kêu người hai cái gỏi cuốn hai cái bò bía chắc người ta. Ta đốt phùng lông mình quá. Ok thôi mình kêu thêm món gì nữa đi. Mình nghĩ là mình sẽ gọi thêm xiên que ở đây. Mình thấy ở đây rất là ngon các bạn. Bây giờ ngồi trong này thì buồn quá. Bây giờ mình sẽ ra đây mình coi bà chủ bả làm nha. Muốn ăn gỏi cuốn bò bía thì ghé xe này. Đây trời ơi, có liền luôn hả bà chủ? Có liền luôn mọi người ơi. Rồi còn muốn ăn mẹt thì qua đây nè. Đây mấy anh chị đây chiên cá viên xong rồi làm cho mình một cái chảo. Rồi nhìn hấp dẫn quá nè mọi người ơi. Rất là nhiều đồ chiên luôn. Bánh tráng nướng thì sẽ qua đây. Vậy là nguyên dòng họ là bán ở đây. Bà con cô bác nói chung là đến đây là bán hết. Đây, người ta đang làm cho mình nè. À, đây là cái món bánh tráng phô mai bò phải không anh? Ok, mọi người vô đây coi nè. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Nãy giờ đi ngoài đường lạnh quá, giờ lạnh luôn. Vô đây ấm hơi luôn á. Nhìn mặt chú bán hiền ghê á. Vậy con để con bưng qua bển luôn nha chú. Dạ, cắt ra. Trời, cái bánh tráng ở đây rất là mỏng nha. Mỏng lắm. Rồi, hấp dẫn quá. Hình như mình kêu hai cái đúng không em? Đúng rồi. Số 3, số 4. Dạ, số 3, số 4. Dạ rồi, đây con cầm cho. Tương lên hả chú? Mắm me. Ồ, à cái này lạ quá ha, này ăn với mắm me. Okay. Trời ơi, thơm quá mọi người ơi. Cái này là phần đầy đủ hay sao vậy chú? Cái phần này là bò, số 4. Còn của em nè, bây giờ mới làm của em nè. Trời ơi, đói bụng nha Thiên Thư nha. Đói bụng là có cái bánh tráng này là no nha. Ê, nói nghe nè, hai chị em mình nó đói quá, mù mắt kêu quá trời, không biết ăn có hết không à. Và đây là cái bánh tráng của chị Nhung. Này là có phô mai hả chú? Đúng rồi. Dạ. Rồi, nhìn chú làm chuyên nghiệp ghê không? Làm liền luôn mọi người ơi. Trời ơi, em tôi đã đứng nó ăn liền luôn ngoài đường luôn nè. Dễ thương, dễ sợ. Không, nhưng mà phải nói bánh tráng nướng mà ăn liền á. Mới nướng mà ăn liền nó mới ngon đúng không em?
cái hương vị ở đây rất là lạ các bạn. Hai chị em mình đi mà không có mặc áo khoác luôn mọi người. Sao em, ngon không? Ngon. Em cho hai thử miếng đi. Tại vì chấm me cho nên mùi nó lạ. Ừ, đúng rồi, chấm nước mắm me cho nên là cái mùi nó lạ. Ừ, ngon quá à. Đây là phần của chị Nhung. Wow, nóng hỏi vậy thở vậy ăn luôn chú ơi. Tính ra một cái bao nhiêu chú, để con nói cho các bạn biết luôn. Cái này là 15 ngàn. Còn cái kia 20 hả chú? Cái kia 20. Ồ, giá hợp lý quá chú ơi. À, vậy là cái bánh tráng của chị Nhung cũng có mắm me luôn. Đây, đây là gỏi cuốn và bò bía cũng đã lên mâm rồi. Wow, đây là cái mẹt 35k hai anh chị đang làm nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Cái này thì anh chị nói là sẽ xào với lại nước mắm. Nếu mà mình không muốn xào nước mắm ăn không cũng được ha. Đúng rồi, mình có bơ tỏi, sốt me nữa. Dạ, và đây, nguyên cái phần này sẽ xào với lại nước mắm. Bây giờ chị Nhung mới ăn được. Em chắc chắn là của chị Nhung mới hết ngon. Ngon nó mềm xèo luôn. Vẫn ngon em ơi. Trời ngon quá mọi người ơi. Cái phô mai nó béo. Trời ơi có tin không? Lần đầu tiên chị Nhung thấy Thiên Thư ăn hết cái bánh tráng á. Ngon thiệt á. Gỏi cuốn của mình đã ra rồi các bạn. Đây là bò bía của chị Nhung, đây là gỏi cuốn. Trời ơi cái hiên có luôn. Trời ơi cái nè. Hấp dẫn chưa mọi người? Đây là set 1 á, mẹt 1 á. Hôm nay các bạn có thấy âm thanh đã lên cải tiến không? Tại vì hôm nay chị Nhung đã dùng mic đó các bạn. Mua mic xong mà để nhà luôn không xài. Trời bây giờ nhiều món quá mình không biết ăn cái gì luôn á trời. Ăn gỏi cuốn đi. Chị Hai phải ăn hết cái bánh tráng này. Ngon quá. Cái nào cũng ngon hết. Làm sao đây? Thiên Thư á chị rất là thích gỏi cuốn, còn chị Nhung á rất là thích bò bía. Ở đây hơi tối cho nên mọi người thông cảm nha. Mình thấy ngồi này rất là thoải mái luôn các bạn. Tại vì có mình à. Có mình à. Chị Hai thấy là cái tương ở đây ngon. Nói chung ăn cái này á, tương là quyết định. Phải nói là hôm nay hai chị em mình có thêm một cái địa điểm ăn khuya quá tuyệt vời luôn. Không cần ra quận 1, có rất là nhiều đồ ăn ở đường An Dương Vương luôn. Mình thấy gỏi cuốn này cũng như là mấy gỏi cuốn của mình đã từng ăn rồi. Nhưng mà quan trọng có tương ngon không? Nó cũng vậy. Đây là cái món mà chị em mình chờ đợi nhất luôn. Đó, đây nè mọi người. Nhỏ luôn các bạn. Nhiều lúc á mình đang đeo mic á mà mình cứ tưởng là mình không có đeo mic, mình nói sao mình nói chuyện nhỏ dữ vậy. Chị Hai thấy em nói chuyện nhỏ quá, chị Hai nói ủa sao định nói chuyện nhỏ vậy, quên là mình đã gắn mic ở đây. Thiên Thư gắn một chỗ mà không ai thấy được hết trơn á, chỉ có chị Nhung là mọi người thấy thôi. Thôi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ủa? Trời ơi nghĩ sao vậy, bị liệu luôn rồi trời. Đây người ta cho mình tương, tương đen với lại tương đỏ, muốn ăn cái nào thì ăn. Thấy không? Ngon. Ngon. Tính là chị Hai thấy giá cũng phải chăng. Cái này rẻ. Một cái mẹt về 35 ngàn cũng được ghê. Ngon quá à. Còn nhiều món lắm luôn á. Nhưng mà hai chị em mình không có thử hết được. Có dịp ăn khuya thì sẽ thử thêm đồ nướng ở đây nữa. Nguyên dòng họ ta bán đầy đủ hết. Vô đây là kêu gì cũng có hết. Nói chung là những món ăn chơi nha mọi người. Trời một cái mẹt 35 ngàn mà ăn không hết luôn á. Cho cái đậu bắp nè. Rất là nhiều luôn nha. Đỡ buồn ngủ chưa? Hồi nãy hai chị em mình đi á mà kiểu cảm thấy buồn ngủ lắm luôn á. Mình vô đây thấy đồ ăn là tỉnh liền. Chị Nhung nghĩ là cái clip này các bạn đang rất là hóng luôn. Tại vì em up lên Instagram á. Em nói là tối nay đi ăn đêm. Em ăn nữa em no, không ăn được mấy món khác thôi. Giờ ăn món gì nữa? Hay thấy là ăn vậy là muốn no mất tiêu rồi, còn gì nữa đâu. Ủa mình còn gì nữa? Hết rồi. Xong rồi đó. Hai cái bánh tráng. Chị Hai thấy em ăn một cái bánh tráng là chị Hai thấy sợ rồi. Em định qua bển em ăn đồ nướng nữa. Muốn ăn thì ăn. Nhưng mà em thấy no rồi. Hả? Thôi để lần sau đi, lần sau đến đây mình ăn hết menu đồ nướng. Sẽ có một cái bữa ăn đêm mà ăn hết menu đồ nướng. Gần Tết rồi, không biết là mọi người có sắm đồ Tết chưa. Năm nay thì chị Nhung thấy là tình hình dịch nó khó khăn, cho nên là đồ đạc chị Nhung cũng không có sắm sửa nhiều như năm trước. Tận dụng cho bé Destin với lại Suri mặc lại đồ cũ. Tại vì những cái bộ đồ đó thì vẫn còn vừa chứ không có bị chật. Chứ mà nếu mà chật thì chắc chắn là cũng phải mua đồ mới thôi. Còn năm nay thì Thiên Thư làm sao, chuẩn bị đồ Tết chưa? Hôm nay thì mình có ba cái váy Tết luôn các bạn. Wow. Thôi dạo quá vậy, mua lần ba cái luôn. Rồi thôi mọi người nhớ ngóng từng mùng của Thiên Thư nha, hóng coi từng mùng Thiên Thư mặc cái gì. Nhưng mà mùng 1 là chắc chắn là phải mặc màu đỏ nha, tại cho nó hên. Năm nay là em phải mặc màu đỏ để em bốc bao lì xì cho nó hên. Năm trước em xui quá, năm trước bốc tàn gì đâu mà tủ đèn không mà. Năm nay là cái áo dài của chị Nhung là cũng màu đỏ luôn cho nó hên. Mà thật sự năm nay Tết thì chị Nhung thấy nó buồn hơn những năm trước nhiều lắm luôn á. Không còn nhộn nhịp như hồi xưa nữa. Hồi trước mà giờ này á là người ta ùn ùn nha đi mua. Nào là bánh mứt, hoa rồi này kia, còn năm nay là không thấy luôn á. Đến cái hoành thánh nó giòn thì Thư ăn hết luôn ha, cái bánh cuốn luôn. Trời ơi, này ăn ghê thiệt á, ăn ghê hơn ha luôn á. Mình thấy ở đây ngon nhất là bánh tráng.
mấy món này em thấy bình thường hả? Ừ. Không đặc biệt phải không? Nhưng mà bánh tráng ngon. Tới bây giờ thì chị Nhung với Thiên Thư vẫn chưa tìm ra cái chú mà hồi trước bán cái món này nè, món xoài này nè. Nhớ không? Cái viên chiên gì đó mình ăn ở cầu à, cầu cầu xanh á. Một ly là không trở lại luôn á. Đúng rồi, tại vì quên lưu số điện thoại ngu ghê luôn á. Chứ mà lưu số điện thoại là alo chú ơi là con thèm quá, chú đang ở đâu con tới liền là bảo đảm là có mặt liền á. Còn bò bía á, đối với chị Nhung thì món bò bía lại ngon nha. Ăn ở ngoài đường á, cảm thấy là nó vui hơn là khi mà vào quán. Tại vì á, mình ngồi đây mình có thể ngắm cảnh nè, ngắm xe qua xe lại, mình không drama đồ á. Wow, mình đã bắt được một con tôm. Trời ơi, cho mày đặc biệt với con tôm á, ngon ghê á. Ngon, nói thiệt nha, không nói xạo nha. Mình là những food reviewer, mình phải nói thiệt. Thì đúng rồi, em cứ cảm nhận đi, hay đâu nói hay đâu. Dạ, em cảm nhận hai đẹp hay xấu nè. Xấu hả? Thấy chưa? Em thấy chưa? Nó cảm nhận cái gì cũng được hết đó. Nhưng mà đến cảm nhận chị Nhung là mập, không mập thì là xấu. Thấy chưa? Chị Hai hỏi là chị Hai hay nói là kêu nói sự thật đi. Thì đó, bởi chị Hai nói là em nói sự thật. Nhưng mà em không có một cái lời nào để mà đẹp. Thôi đẹp cũng giỡn mà thôi. Đó, thấy chưa? Ý là mập nhưng mà hơi mập. Hai phải phân chia đàng hoàng. Mập nhưng mà đẹp là khác, mập mà xấu khác. Còn mọi người thấy sao hãy comment bên dưới nha. Không mà lúc này chị Nhung hơi mập thiệt. Từ 55kg bây giờ lên 57kg rồi. Có thể xem cái mẹ chồng nàng dâu thì có thể coi chị Nhung của mình đã như thế nào trong chương trình đó nhá. Ồ ghế sợ luôn á. Không hiểu sao á mọi người. Cái lúc mà mặc cái áo sa rê ở bên ngoài á thì không có bị mập nha. Nhưng mà khi mà vào hình á, tự nhiên á mình ngồi xuống vậy nè, tự nhiên ở đây có hai cục mỡ ở dưới bụng thì không thấy gì hết nên là phình ra, cho nên là nhìn mình không khác gì dịch cổ lùn luôn á, buồn dễ sợ luôn. Nhưng mà quan trọng vẫn là thần thái. Ê cho hai uống miếng nước đi, nãy giờ uống mà không rót cái hai gì hết nè. Lớn rồi tự rót nhiều đi. Lúc á mình lớn rồi nhưng mà mình vẫn muốn là em mình phục vụ cho mình, tại vì sao, thường là lớn hay nhõng nhẽo đó, càng già đó càng già thì mình dung nói nhiều mấy bạn, càng già thì mình càng muốn nhõng nhẽo với em, chịu không nổi luôn á, dung nói nhiều quá à. Nó nhiều quá vậy hả? Nói chung ăn cái này uống coca là ngon. Các bạn á kêu chị Hai làm thử thách một ngày trong phòng với em á, mà kêu quá trời kêu luôn. Chị Nhung nói là chị Nhung không biết sao luôn. Các bạn à, nếu mà các bạn đã cho mình thử thách như vậy rồi á thì sao? Thì mình sẽ đuổi chị Nhung ra. Tại sao? Thì bằng mọi cách chị Nhung phải ở trong phòng thì nó mới là chị Nhung mới thắng được. Thì bà Hai sẽ thua. Nếu như mà chị em đuổi Hai ra thì thôi kết thúc game rồi. Nói là hồi trước giờ 24 giờ chị Nhung luôn không đi vệ sinh. Không đi vệ sinh nguyên một ngày luôn thì không biết là có phải không ạ? Dạ đúng rồi. Các bạn ơi thiệt sự á, là nghe nó rất là vui lý. Không đi vệ sinh. Trời ơi, đâu có uống nước đâu mà đi vệ sinh. Con người một ngày em không uống nước không. Em không uống đi vệ sinh. Chị Hai tập thể dục nè. Hai lên mạng đi một ngày mà không uống nước là con người bị bệnh. Nó nghe nè, những cái lúc đó em có ở đó với chị Hai không vậy, sao em biết vậy? Hai ba lần này mà chị Nhung mà ở phòng Thiên Thư là chị Nhung có toilet rồi. Nên không có lo. Hai ăn, hai vừa ăn mà hai vừa nói, hai hiểu không? Ê mình chưa chụp thumbnail. Đúng rồi. Đợi giờ thumbnail nè. Để vậy luôn nè. Tiền các bạn ơi, quá nồi. Ăn quá chừng luôn mà chỉ có 105.000 thôi mọi người ơi. Tính ra là hôm nay nếu mà đúng là nếu mà mình làm thử thách ăn 100k là chắc có thể được luôn á. Trời, cảm ơn gia đình nhiều nha, đồ ăn rất là ngon. Dạ. Dạ xe xe cô. Mấy cái tip mà nó nằm ở trong beauty box á. Bây giờ cô vô cái chỗ đó cô cứ nói là Nhung Fan Channel xài nè, là lấy nhà hồ cái đó. Xàm quá bà. Dạ con xài dưỡng da bình thường thôi cô. Dạ. Căng mà nó không đẹp. Dạ tại con mập quá nó căng ra chứ không phải là. Vậy hả cô? Cô thấy con có mập không? Em con nó cứ chê con mập không rồi. Thì ở ngoài ốm nhưng mà lên hình. Lên hình mập cô. Lên hình mập. Nó kỳ lắm cô. Đúng rồi. Nói chung là hôm nay thì không ăn được ở Hồ Thị Kỷ, nhưng mà hai chị em mình được ăn ở đường An Dương Vương rất là ngon, rất là nhiều món ngon ở đây luôn. Nếu như mọi người có thời gian thì hãy đi ăn khuya và hãy ghé thử ở đây nha, và xem coi những cái món ăn ở đây như thế nào. Nếu mà đối với chị Nhung thì chị Nhung cảm thấy là ăn như vậy, giá như vậy mà đồ ăn vậy là quá hợp lý rồi, hợp chuẩn. Còn không biết Thiên Thư thế nào? Mình thấy hả? Thiệt ra là hôm nay không có gì đặc biệt ngoài bánh tráng nướng á các bạn. Thật ra là lần đầu tiên mình ăn hết cái bịch bánh tráng nướng luôn. Ai bánh tráng nướng trong của bịch? Cái gì bánh tráng nướng? Cái gì bánh tráng nướng? Ok, vậy là video clip ăn khuya của hai chị em mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng là sắp tới hai chị em mình sẽ nghĩ ra nhiều cái idea về ăn khuya nữa. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ hai chị em mình nha. Còn bây giờ thì mấy bạn gặp lại. Chị Nhung love you. Về ngủ thôi, 1 giờ khuya rồi.